gã khổng lồ công nghệ Uber lách luật, lừa gạt cảnh sát và bí mật vận động chính phủ trong quá trình mở rộng quy mô toàn cầu. Đó là thông tin rò rỉ từ một loạt các tài liệu bí mật. Theo The Guardian, vụ rò rỉ chưa từng có đối với hơn 124.000 tài liệu được gọi là hồ sơ Uber cho thấy những thực tiễn đáng nghi vấn về mặt đạo đức đã thúc đẩy sự chuyển đổi của công ty thành một trong những thương hiệu xuất khẩu nổi tiếng nhất của thung lũng Silicon. Vụ rò rỉ kéo dài khoảng 5 năm khi Uber được điều hành bởi người đồng sáng lập Travis Kalanick, người đã cố gắng đưa dịch vụ gọi taxi vào các thành phố trên khắp thế giới, ngay cả khi điều đó có nghĩa là họ sẽ vi phạm luật và quy định về taxi. Dữ liệu cho thấy Uber đã cố gắng tăng cường sự ủng hộ như thế nào bằng cách kín đáo vận động các thủ tướng, tổng thống, tỷ phú, nhà tài phiệt và các ông trùm truyền thông. Tài liệu kéo dài từ năm 2013 đến năm 2017 chứa hơn 83.000 email, tin nhắn iMessage và WhatsApp, bao gồm cả các cuộc liên lạc giữa ông Kalanick và nhóm giám đốc điều hành hàng đầu của Uber.